Chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt một số cái ứng dụng chúng ta cài không cho nó khởi động cùng Win, khi khởi động máy tính cho máy tính chúng ta chạy mượt hơn. Chúng ta vào Start Run hoặc là ấn cái phím mà Windows, cái phím từ bên trái qua sát Control, phím thứ hai bên dưới cùng, chúng ta giữ cái phím đấy. Chúng ta ấn chữ R, chúng ta Enter, chọn OK, chúng ta có Start. Đây là những cái ứng dụng mình cài trên máy tính của chúng ta, chẳng hạn như cái quạt cơ dev này, cái này thì nói chung là cũng chẳng có tác dụng gì đâu, nhưng mà khi nó chạy thì nó sẽ tốn một số RAM với lại mình chiếm dung lượng của CPU với RAM ha. Nó sẽ nằm trong đây. Trong đây nhiều quá, nhìn hơi mỏi mắt. Các bạn nên tắt đi ha. Tắt hết thì cũng được. Nói chung là những cái này cũng không cần thiết lắm. Khi nào mình dùng thì mình bật lên. Xong, còn bên này. Bên server đây thì nếu mà bạn nào biết cái ứng dụng của chúng ta cài mà không muốn nó mở lên cùng Win thì chúng ta có thể tắt, chẳng hạn như Google Update này. Còn một số cái phần quan trọng nó sẽ cần thiết khi chúng ta khởi động Win ấy, nếu mà chúng ta tắt thì đôi khi nó sẽ báo lỗi, chẳng hạn như cái phần mềm này này. Phần mềm này thì nói chung nó không cần thiết cho lắm đâu, nhưng mà nhiều khi chạy những cái ứng dụng mà mình nhiều khi chạy những cái ứng dụng mà phải cần cái ứng dụng này thì mới chạy được cái ứng dụng đấy, nên là chúng ta tắt cũng được không tắt được, nói chung là không tắt thì tốt hơn vì nó sẽ báo lỗi, hoặc là nó lại khi chúng ta mở cái ứng dụng đấy nó mới lót cái ứng dụng này lên thì nó sẽ làm lâu quá trình đấy. Nói thì hơi khó hiểu một chút.